Bữa nay ngày thứ bảy bà con, ngày 2 tháng 3 ở chợ Sài Gòn City đổi chủ mới bà con. Thì cũng nãy cũng khai trương tưng bừng nhưng mà mình tới trễ, giờ có cho đồ ăn thức ăn cho khách hàng nhiều lắm bà con. Bữa nay giá đặc biệt lắm, có cho đồ ăn cho khách hàng, thêm đồ ăn quá trời đồ để cho khách hàng, ai muốn đến ăn thì ăn nhiều cũng được giáo. Hả? Ở chỗ Sài Gòn City Market Play bà con, có heo quay, có đồ ăn đầy đủ giáo cho bà con, cứ ai muốn tới khách hàng ai muốn ăn nhiều ăn. Có heo quay, có xôi, có gỏi, có mì xào, có cháo, có đầy đủ giáo. Bữa nay là chợ đổi chủ mới bà con. Cái rất là đồ thức ăn rồi bà con, khách hàng ai muốn ăn tới ăn, ăn cũng được hả giáo. Đồ ăn rất là nhiều bà con, ai muốn khách hàng tới thì chung vui ăn cũng được hết giáo. Đồ ăn rất là nhiều, mì xào mà còn nguyên cơm chiên là tất cả là đầy đủ hết các bà con. Bữa nay là ngày 2 tháng 3 là chủ Sài Gòn City Market Play là đổi chủ mới. Nãy đốt pháo rồi mỗi lần là tưng bừng hết giáo. Bữa nay thức ăn rất là nhiều mà còn ai muốn ai khách hàng ai muốn lại ăn cũng được hết giáo. Có heo quay rồi các bà con. Tất nhiên kể từ bữa nay là chợ chủ rồi, bữa nay đổi chủ mới rồi đó. Thì bà con nào có tới ủng hộ thì giá cũng rất thấy giá đẹp lắm bà con, giá bữa nay sale on sale nhiều lắm bà con. Ai mà cứ tới ủng hộ thì cứ xuống Sài Gòn Market Play, Sài Gòn City nha bà con. Ở dưới góc đường rất là một khoa đình đồ ăn nhiều lắm bà con, cho khách hàng ai muốn ăn nha. Có heo quay, có mì, có bánh hỏi, có cháo, có mì, có đầy đủ hết giáo. Đặc biệt cho khách hàng mình muốn ăn nhiều cũng được hết giáo. Ai tới đi chợ thì có muốn ăn nhiều khi vô ăn chung nha, vui vẻ, muốn ăn nhiều ăn nha bà con. Này ở dưới Sài Gòn này sẽ đi đường rất khó, cái đoạn đường mặt Hoa Đình đó. Là ngày 2 tháng 3 đã đổi chủ rồi. Ok, thì em biết tin tức vậy em cho bà con coi, bà con biết giá cả thấy on sale nhiều lắm bà con. Thấy chủ mới này xe giá cả sale cái bảng đỏ nhiều lắm, tất cả là sale dữ trọng nhiều bà con. Cái bảng đỏ sale nhiều lắm bà con. Nhớ là chợ Sài Gòn City nha bà con, ở góc đường Rocker Mộc Khai Đình. Em thấy giá màu đỏ thấy quá trời sale luôn bà con. Tất nhiên là đỏ, cái đa số là cái bảng đỏ là sale hết, sale dữ dội luôn nha bà con. Thấy cái bảng đỏ nhiều, rất là nhiều bảng đỏ đó, ai mà muốn. Em thấy cái bảng đỏ đa số là bảng đỏ là sale dữ nha bà con. Thì ai muốn xuống đây thì cứ mua đồ. Em đa số làm thấy đều treo bảng đỏ hết nha bà con. Bảng đỏ tất nhiên là sale dữ trận á, cái bảng giá là về sale đặc biệt á, giá đặc biệt á. Nhanh tay nha bà con. Nếu mà giờ nhanh tay nữa xuống đây thì có đồ ăn nhiều lắm, quá trời đồ ăn luôn á, ai muốn ăn cũng nhiều cũng được chứ. Thì này ưu tiên cho khách hàng. Ưu tiên giống như có heo quay, có xôi, có cơm chiên nhiều lắm bà con. Khách hàng ai tới ăn cũng được hết giáo. Bảng đỏ sale rất là nhiều các bà con. Thấy tất cả là đều bảng đỏ hết. Em thấy bảng đỏ sale rất là nhiều bảng đỏ các bà con, đa số là thấy đều bảng đỏ hết. Tất nhiên bảng đỏ là sale dữ tợn á. Đa số là đều thấy bảng đỏ hết các bà con. Cà phê mà có 2.99 là rẻ quá cho rẻ mà con. Từ mấy chỗ khác là 3.7 không á. Nhanh chân nha bà con, dưới Sài Gòn City Market, dưới đường Rocker gần mặt Hoa Đình á, quá trời bảng đỏ xe rồi bà con. Nói tóm là đa số là đều bảng đỏ hết các bà con. Bảng đỏ là tất nhiên là sale đặc biệt, giá đặc biệt không á. Em thấy đa số là bảng đỏ hết các bà con, bảng đỏ là sale đặc biệt, cái giá rất là đặc biệt các bà con. Bà con nào muốn mua mau mau xuống đây, xuống chợ Sài Gòn City Market Play, Sài Gòn City ở dưới đường Broker cái bậc Hoa Đình nha bà con. Bữa nay sale dữ trận, em thấy bà con mua nhiều lắm bà con, tại vì tất cả bảng đỏ là sale dữ trận.
Còn bình thường là chỉ bán vàng thôi, còn anh ấy thì tất cả là đều giá cả bản đỏ hết rồi con. À, bưởi nè, bưởi da xanh là 1.99 nè nghe bà con, rất là rẻ. Mấy chỗ khác là 2.99 là rẻ nhất nha bà con, nhưng mà chỗ này là 1.99 rất là rẻ. À, nó tóm là đa số là mình thấy cái bản đỏ rất là nhiều. Bản đỏ này tất nhiên là nó sale dữ tợn á. Thường thường là bản vàng thôi nha bà con. Bản đỏ là bản đặc biệt mà sale đa số là mình thấy treo bản đỏ. À, bản đỏ rất là nhiều nha bà con. À, chợ Sài Gòn City Market Play nha bà con. À, thanh long này anh đồng 99. Nói tóm lại là rất là rẻ, thấy giá là anh xem thấy bản đỏ là dữ tợn á, chứ thường thường là người ta bán vàng thôi, nhưng mà bản đỏ nên thấy là xe dữ lắm nha bà con. Bà con nào có muốn ủng hộ thì xuống đây. À, đa số là bản đỏ hết, bản đỏ là sale khủng khiếp, xe dữ tợn á. Bà con nào xa gần cứ xuống đây ủng hộ với chợ Sài Gòn City của Market Play. À, quá trời bản đỏ nữa bà con, bản đỏ là bản đặc biệt đó bà con. À, bữa nay là chủ mới, đổi chủ mới là ngày 24 tháng 3 là đổi chủ mới đó bà con. Em thấy bản đỏ sale quá trời sale rồi bà con. À, ai mà muốn xuống đây mau xuống đây, mà muốn xuống liền thì có đồ ăn nha bà con, có heo quay, có heo quay, có cơm chiên, có ôi tùm lum hết giáo, mì xào, có xôi, có cháo, có lỗi rồi đủ thứ hết giáo, quá trời. Thấy để bản đỏ sale rất là nhiều các bà con. Bà con thấy bà con mua dữ lắm, giờ nó sale dữ tận lắm nha bà con, tất cả đều sale bản đỏ hết. À, bởi vậy bà con nào mà muốn mua ủng hộ á, thì cứ xuống đây. Mấy cái bản đỏ này là mấy bản đỏ này là sale dữ tận nha bà con. Thường thường là mấy bản vàng thôi. À, chỉ còn bản đỏ này là sale dữ lắm thì mau bà con. Em thấy là đa số là bản đỏ hết, đa số. À, xoài này cũng rẻ nè bà con, 2.99 rất là rẻ. À, thường thường này là 3 đồng mấy 4 đồng không. À, nó tóm là bản đỏ là sale dữ tợn. Cái thanh long rồi đó rồi con, đủ hết bà con mình đông lắm rồi con. À, ăn bò kho, ăn khách hàng cứ loại muốn ăn bao nhiêu ăn rồi con, thịt quay, xôi, chè, cháo rồi. Nói tóm lại khách hàng mình cứ đi lại đây là cứ ăn chung với tiệm thôi, vui vẻ hòa đồng, muốn ăn nhiều cũng được hết giáo. Còn đồ ăn rất là nhiều nha bà con. À, đồ ăn này đồ ăn mới nha, không có cũ nha bà con, vẫn còn nguyên đầy đủ mới nha bà con. À, đầy tất cả đầy nha bà con. À, còn heo quay thì muốn ăn nhiều cũng được hết giáo, còn có cháo rồi có đầy đủ nha bà con. À, có xôi lạp xưởng, có gỏi, có nuôi xà. Xôi lạp xưởng kia nè chị. Dạ. Muốn lấy nhiều khách hàng thì muốn ăn nhiều cũng được nha. Chủ mới thì có bộ hơi chơi sọp. Chủ mới thì đãi khách hàng là muốn ăn nhiều cũng được nha mọi người. À, có xôi, có bánh hỏi, có heo quay. Đầy đủ hết các bà con. Anyway, thôi chúc chủ mới làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn, thành công trên mọi lĩnh vực. Mở thêm dài nhiều nhiều chợ nữa cho bà con ở đây, bà con hưởng được giá đặc biệt. À, tất cả đồ ăn là hoàn toàn miễn phí nha bà con. À, cho khách hàng ăn chung cho vui. Rồi thì anh thấy tình hình vậy thì bà con mau xuống đây ủng hộ nha bà con. Đồ chợ bán đồ sale rất là nhiều. Em thấy cái giá sale nhiều lắm bà con. Tại vì em đi một khu đây thôi là em thấy đa số là bản đỏ hết. Bản đỏ là bà con đủ biết, bản đỏ là sale dữ tợn á. Nhưng mà bà con nhìn một dọc nè ha, đó bản đỏ hết. À, đa số là bản đỏ hết. Bản đỏ là bà con biết là sale dữ tợn đó. Trên dưới gì mì gói gì đâu, em thấy là đa số là bản đỏ hết, là sale dữ lắm.
bản đỏ là sale dữ tợn luôn. Bởi vì bà con mình mau mau xuống dưới Sài Gòn City, ở dưới đường Rock Hớt 1 Hai Đình nha bà con. Ở ngoài đó có bà lớn, bà lớn không? À, không. Bữa nay là anh thấy là đa số là bản đỏ hết. À, bà con thấy không? Giá rất là rẻ bà con. Bà hàng chất lượng nha bà con. Có nhiều chợ em thấy nó sale thiệt nhưng mà em thấy mệt phải lựa te tua. Nhưng mà bà con nhìn thấy là hàng chất lượng nha, chứ hàng này không phải là hàng bỏ nha bà con. Có nhiều chợ em đi nhiều chợ em biết, nhiều chợ bán sale rẻ lắm. Nhưng mà đụng vô bà đồ cuối qua gì đâu không. Bà con cứ đi dọc chợ bao xa là bà con biết liền. Sale dữ lắm nhưng mà đồ tào lao tào bậy không. Đồ này chất lượng không bà con. Đồ này còn mới còn ok lắm. Nói tóm lại thì bà con mình mau lại ủng hộ chợ Sài Gòn City Market Play nha. Rồi em thấy vậy thôi nha. Thôi bye bye bà con nghe. Dưới đường Rock Hut với là đường Mặt Pha Đình đó. Thì bữa nay là chủ mới là khai trương rồi, thầy chúc chủ mới hoàn toàn gặp nhiều may mắn, thành công trên mọi lĩnh vực, ăn mở thêm nhiều chợ nữa. Thôi em bye bye bà con nghe, có gì bà con ủng hộ em nha. Phố Galibo Sao TV số 9 Anh Kiều.